Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện mà chúng tôi đang chia sẻ với nhà sĩ Nghệ Trần. Thì Nghệ vừa rồi chị có hỏi em là hồi đó giờ em lúc nào cũng muốn là nha sĩ hết phải không? Thì Nghệ nói là sao em trả lời lại cho chị. Hồi xưa ba mẹ muốn làm bác sĩ. Yeah. Mà sau khi Nghệ cũng muốn đi hướng đó hồi nhỏ, mà thì sau đó thì đi đi volunteer với những nhà thương, rồi những resident, mấy những người mà thực tập ở trong bệnh viện, thấy họ bị đì dữ quá. Không muốn bị đì. Không muốn bị đì. Yeah, muốn đi muốn đi lại. Nên mình sợ, chỉ vô nhà thương thì gì đó, ngủ một tuần ngủ được một ngày cũng mấy tiếng à. Rồi một tuần phải làm cả trăm tiếng, nên thấy thôi mà máu me rồi thấy người chết được hết, sợ quá, cho nên đổi thành xong đi volunteer tới nha. Nhà sĩ mà thấy người nào vô trong trong phòng mạch thì khóc khóc lóc, mà khi mà ra thì thấy cười, cho nên ở ngành đó được đó. Cho nên đổi qua thành làm nha. À đây vậy mới đầu là ba mẹ cũng định hướng về cái về y tế, nhưng mà sau khi mà em có dịp đi volunteer tình nguyện, làm việc tình nguyện thì em thấy là cái việc đó có thể nó không thích hợp với em. Yeah. Và em chuyển hướng sang là học về về dental, về răng. Yeah. Về nha sĩ phải không? Yeah, đúng rồi. Rồi còn về dược sĩ thì dược sĩ Linh thấy sao? Dạ thì cũng giống như Nghị nói, thì hồi nhỏ tới lớn mình cũng đâu biết mình muốn làm gì. Với lại phần đông con của cha mẹ Việt Nam thì cũng gần gũi với ba mẹ hơn, thì cũng nghe lời ba mẹ cũng hơi nhiều. Cho nên thì ba mẹ cũng định hướng, thì cũng giống như Nghị nói là ba mẹ là cứ muốn một trong những cái ngành y tế thôi, ngành nào cũng được miễn trong một cái ngành y tế thôi. Thì em lớn lên em cũng như vậy, cũng đi học ráng lấy được điểm tốt rồi apply cho những cái trường nào cũng được. Thì em cũng có đi volunteer, em cũng có đi làm ở pharmacy, thì em cũng thấy cái đó nó hợp với phụ nữ hơn. Giống như không có làm giờ lâu, rồi không có làm đủ kiểu đủ giờ. Thế cho nên thấy nó hợp thì em cũng em chọn ngành, chọn cái ngành đó. Với lại nó cũng không có lâu hơn. À có những cái thời gian học nó không lâu lắm. Dạ nó không. Thành lâu. Ra cuối cùng lại thì bao nhiêu thử thách kiểu như là challenges này kia, thì cuối cùng Linh với Nghị đã không mạnh bằng Nghi. Không, Nghi có thể lại qua được. Ví dụ. Thành ra là Nghi thì là từ nhỏ là ba mẹ cũng muốn em học ngành y hả em, hay là em muốn thích học cái ngành đó từ bé rồi? Không, hồi lúc em hồi còn nhỏ đó thì lúc hồi mới nhiều với 3-4 tuổi á, người ta hỏi muốn làm gì thì em nói em muốn sao lớn lên đi bay, muốn bay máy bay. Rồi ba sai ba vừa nghe xong ba của em chửi. Từ đó là nó bắt đầu từ đây sau là phải nhất định là phải làm bác sĩ. À là từ 3-4 tuổi là đã không cho bay rồi. Không, coi như là ước mơ bay bổng là để phải dẹp tan để trở thành bác sĩ. Rồi sau đó từ đó thì giống trong cái đầu tại lúc còn nhỏ thì cái đầu óc mình thì còn non, cho nên làm bổn phận làm con thì muốn lúc nào cũng muốn làm người làm cho ba mẹ vui vui và hiếu thảo. Cho nên thì lúc từ đó lúc đầu là cái ý nghĩa lúc nào là lúc sẽ làm do ngành y làm bác sĩ, cho nên từ đó em sẽ đi luôn. Nhưng mà nói vậy lại, nhưng mà một khi mình vô tới high school và college nãy Nghị nói á, thì cũng có coi những cái ngành này, nãy anh nói là phải binh lại lại cái ngành y. Em có coi cái ngành nha, cái nha thì làm thì nó giống như là nó sướng, nhưng mà từ nhỏ tới lớn mọi người đi nha sĩ là mình run, đi bác sĩ không có đau, nha sĩ trước đi cà phê đến luôn đi thường. Nhưng mà giống như là giống thứ hai là giống sợ miệng hôi, như phải cho họ không có đi vô được ngành nha. Nói về ngành dược á thì thấy là bỏ ngoài cái đếm thuốc rồi trong làm hơn đếm thuốc nha. Thuốc mà cái đứng cái đó mà tối ngày cái làm về giấy tờ về cái bảo hiểm rồi cái coi thuốc rồi cái vị bác sĩ lại cãi lộn với bác sĩ, em thấy cái đó nó cũng mệt quá hả, thấy hơi cực. Rồi sau đó muốn đè đầu dược sĩ không có đè, nhưng mà và cái ngành y á thì giống bên họ nói cái tiếng thì nó lại, nhưng mà em không, cái tiếng nó không phải giống như người ta tưởng tượng. Một khi mà mình xong rồi á thì cái những tiếng giống như lúc mình phải chạy ai cũng phải chạy qua thôi, nó phải huấn luyện cái cân bản của mình là phải giống như mình phải thức khuya. Nhưng mà đó là lúc mình đang học thôi, nhưng mà khi mình ra rồi thì mình sống thật sự sống như vui á, không có làm vui. Tại vì mình trẻ, mình ra lệnh người ta thôi, người ta làm chứ không có cực giống họ nói vậy đâu. Nhưng mà là nghi là bác sĩ về nhi đi đồng mà. Em đi về hai ngành, một cái là về là nhi đồng, về là tiếng Mỹ gọi là pediatrics, mà em đi thêm một cái board về
internal, tiếng Việt gọi là cái nội khoa. Thì hiện tại giờ là em chỉ làm chuyên khoa trong nhà thương thôi, nhưng mà như là bệnh nặng thì do nhà thương thì em chỉ Nhưng mà nội khoa là giống như là kiểu như là in, like inside gan phổi. Thành ra miệng thì mình sợ, mình sợ nó hôi, nhưng mà tim gan ruột cái gì không sao. Mà đồng thời á, trong cái quá trình học như vậy á, thì chẳng hạn đối với Nghị thì em phải đi học bao lâu mới ra trường em? Dạ, đi học là 4 năm đại học, rồi xong 4 năm lên trường chuyên môn, xong rồi ra trường. Thì nếu mà ai muốn thực tập thêm á, thì có thể thực tập thêm 1 năm nữa, bây giờ nó optional, nó không. Nhưng mà cái năm thứ 9 thì không có bắt buộc. Dạ. Nên ra là có thể đi làm liền, 4 năm là ra đi làm liền. Còn mấy kia như là này bị thêm 3 năm nữa. Lâu quá. Tại đó là trung bình là cỡ khoảng 8 năm phải không em? 8 năm. Thì trong 8 năm đó, sau khi mà ra trường á, là có job, cái thị trường, cái job market, cái thị trường công việc nó thế nào, có dễ tìm việc hay là như thế nào em? Rất là dễ. Thực sự ra là có việc làm liền. Những bạn của em ra là bây giờ ai cũng mới làm hết chứ chưa có thấy người nào mà thất nghiệp. Còn thí dụ mà thường là mình làm cho làm cho người khác, bác sĩ khác hả? Dạ, ở nhà sĩ khác, hoặc là mình mở cái văn phòng riêng của mình làm. Mình có thể mở văn phòng riêng, hoặc là mình có thể làm cho nhà sĩ khác. Nếu mà mình muốn học thêm thì mình có thể đi học thêm, hoặc là mình muốn ra làm thì mình có thể mở văn phòng cũng được. Mà ít ai tụi em ra mà mở văn phòng tại vì không có kinh nghiệm, làm gì cũng không có tốt. Thành ra là mình nên làm cho một người khác để học hỏi kinh nghiệm và thời gian, tại vì không những nó về cái chuyên môn không, về cái ngành nha không, mà mình phải học làm sao để run cái business, run cái phòng, văn phòng nhà sĩ, rồi thuế, rồi business. Thì lúc đó vậy là khi mà Nghị ra trường thì Nghị làm cho người khác bao lâu rồi mới mở vòng em? Bây giờ em mở văn phòng riêng bây giờ thì đang build, đang xây. Em đang làm bây giờ là 2 năm rồi, được 2 năm. Làm 2 chỗ, một chỗ Carlton, một chỗ Boston. Thì làm cho gì đó, em hồi xưa là muốn ra là muốn mở liền. Tính của em là muốn nói chị là muốn đi đi đâu người ta thôi, mà không có ta đi. Mà cũng may là mình làm cái gì cũng không bị đi. Em đều nhờ như vậy mà em mới lấy rất là nhiều kinh nghiệm mà em không có hồi xưa. Vậy nên bây giờ em thấy cái lựa chọn rất là đúng. Thành ra là nhờ bây giờ em làm cho người khác, em cũng học hỏi được thêm về cái cách run business thế nào. Và em chuẩn bị mở cái văn phòng riêng của em. Còn dược sĩ Linh thì là bây giờ đang làm cho Walmart phải không? Thì trong cái ngành dược đó thì công việc có khó tìm không Linh, hay là cũng rất là dễ, hay là như thế nào? Dạ thưa chị, thì nói chung là dược sĩ thì cũng dễ tìm, thì nó khó khăn hơn hồi xưa một chút. Tại vì có rất nhiều người ra trường, sĩ ra trường trong Texas này, không là mình cũng có 7-8 trường dược sĩ để trường pharmacy rồi thì rất là nhiều. Nhưng mà em cũng thấy cũng còn rất là high demand dược sĩ ra thì cũng vẫn kiếm được công việc. Với lại pharmacy thì nó có nhiều lắm, nó không có nhất thiết là phần đông người ta thấy dược sĩ làm ở cho Walmart, CVS, Walgreens thì nghĩ đó là đó, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Họ có thể làm ở bệnh viện, họ có thể làm mail order, họ có thể làm compounding hay là mở cái business riêng của mình cũng được. Có rất nhiều cơ hội, cho nên cái job market nó vẫn còn được lắm chị nha. Thì theo cái kinh nghiệm của Linh thì Linh có thể chia sẻ, thì khi một cái người dược sĩ vừa ra trường đi, thì cái làm thế nào để mình trở nên hot hoặc là marketable, giống như là cho cái employer họ muốn mình, hoặc là cái cách như thế nào để mà người ta muốn mướn mình? Thì đối với ai cũng vậy, cũng như Nghị mới nói đó, là đối với ai cái quan trọng là cái kinh nghiệm. Thì học thì cũng 4 năm, nếu mà cố gắng thì cái điểm mình cũng cao bằng mọi người thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm nó rất là quan trọng, tại vì mình có thể mình biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thì giống như hồi xưa mình, ba mẹ có thể chỉ dẫn mình nói là con đi học pharmacy đi, em cũng đi học cũng được, hoặc đi học bác sĩ em cũng đi học cũng được. Nhưng mà nếu mà cho em có cơ hội trở lại á, là em có thể em muốn đi volunteer tất cả mọi nơi để em biết là tôi có hợp với cái ngành cuộc sống này hay không, cái ngành này hay không. Thì hồi xưa cũng vậy, trước khi đi đi những cái ngành của tụi em thì tụi em đều đi
volunteer hết. Cho nên cái hội của em là hội y nha dược, đó là tụi em cố gắng để mà cho các em được một cái cơ hội để mà volunteer với tụi em. Rồi tụi em có tất cả các ngành nghề thì họ có thể ra cộng đồng, làm việc với cộng đồng để mà biết coi cái đó thật sự là mình muốn hay không trước khi mình commit. 4 năm đại học thì ai cũng học 4 năm đại học. Pharmacy thì 4 năm trường dược 4 năm. Rồi sau này nếu mà muốn specialize, muốn đi vào một cái ngành nào đặc biệt hơn nữa hoặc làm cho bệnh viện thì có thể đi thêm 1 năm hoặc 2 năm thêm nữa. Thì đại khái là bắt buộc phải có cái bằng 4 năm rồi mới xin vào trường pharmacy được hả? Không biết dental sao chứ pharmacy thật ra vẫn còn ok, là tức là miễn nó có bao nhiêu cái lớp đó, miễn cái mà bệnh credit xong rồi. Dạ, nhưng có những cái core classes, những cái lớp chính mà, mà đòi hỏi cái ngành dược phải học qua. Có nghĩa là nếu mà quý vị không có cái bằng bachelor, không có bằng 4 năm vẫn có thể xin được vào cái trường dược với điều kiện quý vị phải xong những cái lớp mà quan trọng rồi. Nhưng mà cho em nói thêm là bây giờ nó rất là khó, cho nên là 4 năm là quan trọng hơn. Thành ra 4 năm thì xin bằng thì nó dễ hơn đúng không? Thì coi như là bác sĩ Nghi, coi như là mình nãy giờ mình cũng không có điều kiện nói nhiều, bây giờ bác sĩ Nghi có thể nói sơ và cái ngành bác sĩ Nghi thì thấy có dễ hơn không? Dễ hơn là coi như là coi như là bây giờ 8 năm bác sĩ Nghi thì bao nhiêu năm? Của ngành của em là minimum là 12 năm. 12 năm tới 16 năm. Nghe nó sợ nhưng mà giờ là... sống như vua vậy á. Giờ như vua nhưng mà giống như là giống lại họ nói là giống như ngành y ấy, thì giống bộ phải có 4 năm đại học. Sau đó là cái bước mà khó nhất là phải được nhận vô trong cái trường y là tại sau 4 năm đó. Sau đó mình sẽ chọn cái nhà chuyên khoa, thì những cái chuyên khoa là nó range từ 3-4 năm và maximum là không biết là khoảng 8-9 năm, tức là nó có thể lên từ tổng cộng là khoảng từ 12-16 năm. Wow. Cam go vậy mà bác sĩ Nghi vượt qua được và bây giờ sống như vua. Vì thành tự mà gì đó thì đã muốn nói thêm đó là nó thực sự ra tụi này đi học này thực sự ra lâu dài thì cũng một phần ảnh hưởng thôi, mà thực sự ra tại sao chọn những ngày này là tại vì thích, vì đó ham muốn. Nghi nó học 12 năm tại sao? Tại vì nó muốn học về. Chứ không phải là vì tiền hoặc là sự phóng như sống như vua. Tại vì cuối ngày tụi em muốn về nhà là muốn mình đã làm những gì mình trong enjoy, mình thấy thoải mái, thấy tốt, cho nên tụi em mới chọn. Vậy thì kiểu như có cái ý giúp đời nữa mới học cái ngành này, chứ không phải là vì tiền không, hoặc không phải là vì muốn học hoài, phải không? Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin mời quý vị đón tiếp cái chương trình tới, có thể là chúng tôi sẽ mở rộng ra trong cái vấn đề hướng nghiệp này. Và xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cái thời gian đã đến với quý vị trong chương trình hướng nghiệp. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, Linh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn quý vị theo dõi và xin chào chị Anh Thư. Xin kính chào quý vị.